Oh, hey, you're up. Am I in a dorm room? Yeah, I folded your pants for you. Great. Dude, did you hit that or what? Stop global warming. You sneaky little biatch. Maybe you should switch to water next time. Một sinh viên sống lại ngày cô bị giết chết với những chi tiết không tưởng tượng nổi và kết thúc đáng sợ khi cô phát hiện ra danh tính của kẻ giết người. Cô sinh viên tên Tree không ngờ ngày sinh nhật của mình lại có một kết thúc đầy chết chóc sau khi hiểu ra được rằng mình được ban cho những cơ hội vô tận để giải mã bí ẩn về cái chết của chính mình. Hey, look, I know this isn't gonna make any sense. Stop global warming? Hey. I feel like I'm losing my mind. You sneaky little biatch. Happy birthday. I've already lived through this day. Tree đã nhờ tới sự giúp đỡ của cậu bạn trai Carter nhằm ngăn cản tên giết người lại sát hại cô lần nữa. Tuy không phải thực sự mới lạ, nhưng đây là lần đầu tiên ý tưởng thú vị về vòng lặp thời gian này được thể hiện trong thể loại phim kinh dị. Đây rõ ràng là một thể nghiệm khá táo bạo của các nhà làm phim của xưởng phim Blumhouse. Phim sẽ ra mắt khán giả tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 27 tháng 10. Assuming that I believe any of this is even possible. Sprinklers. Car alarm. The way I see it, you have unlimited amount of lives. Unlimited opportunities to solve your own murder. So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is? You want to live to see tomorrow, right? Whoever's killing you knows it's your birthday. Pretty much the entire time.